thêm bởi vô nấu chứ. Còn nếp nấu trước đi. Chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình có làm xôi mặn của em Trân. Em Trân ở Sài Gòn với lại em Nguyễn Chí ở Sài Gòn. Thì hai em có làm, một em thì làm nhờ mình làm là 50 phần xôi mặn, một em thì nhờ làm 25 phần xôi mặn. Nhưng mà hôm nay thì mình làm luôn 100 phần để đi phát cho các cô chú ở bệnh viện phục hồi chức năng nha quý vị. Thì bây giờ là 12:10, thì hôm nay mình đến đây cái buổi sáng như thế này thì nó hơi trễ, cho nên cũng có một số bà con thì người ta cũng mua thức ăn rồi, người ta vào bệnh viện rồi, thì cái chị bán nước là chỉ sẽ vào bên trong bệnh viện chỉ thông báo giúp mình để cho các cô chú ra nhận những cái phần xôi tình thương của các nhà hảo tâm thường xuyên hay ủng hộ mình để làm phát cho các cô chú. Thì bây giờ anh cũng xin thay mặt cảm ơn em Trân với lại em trai Nguyễn Chí đã phát tâm 75 phần xôi mặn trong ngày hôm nay. Thì bây giờ anh cũng đang làm phát cho, anh cũng làm xong hết rồi, thì anh cũng đang đến bệnh viện để phát cho các cô chú ở bệnh viện nha, hai em nha. Anh cũng xin chân thành cảm ơn hai em rất là nhiều, chúc hai em và thật nhiều sức khỏe nha. Em ơi, đưa cho chú hộp em. Anh ơi, anh. Thấy nãy giờ chú đứng chú năn nỉ hoài, cũng tội quá, bây giờ không có ai hết thì mình cũng gửi luôn cho chú hai hộp luôn. À thì ra là chú xin qua giùm cho cái chị đó. Để chị kêu ra. Chị có số điện thoại chấm nhiều lắm. Hôm nay em tới đây hơi trễ, 12 mấy rồi. Đi qua lấy mẹ đi chạy. Không, 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 thật sự mà nói, nếu cái bệnh viện phục hồi chức năng này mà lên đúng giờ buổi sáng mà cái tầm 10 giờ có gì 200-300 phần phát không có xi nhê giờ đâu. Tại vì cũng có những lần mình đến đây phát buổi sáng là tầm 10 giờ mấy, mình cầm mang 200 hộp cơm đến đây phát tích tắc là hết trơn. Còn buổi chiều thì cái vào cái giờ 3 giờ mấy cũng vậy, lên phát 200 hộp cơm là xong, không có đủ đâu giờ đâu hết. Tại cái bệnh viện phục hồi chức năng nó rất là lớn quý vị ơi, nó hai cổng lận. Đây là một cổng, rồi ở bên đây là một cổng nữa. Nhưng mà cái cổng ở bên đây nó hơi xa. Bà con ở bên trong mà ra nhận những cái phần... Dạ, ở đây vô trong đó xa lắm hả chị? Xa lắm, xa lắm. Ta ra cũng lâu lắm, mới ra tới. Rồi trong đó mình ta ra là ở đây hết trơn rồi, cũng tội ta. Phần để chị thông cảm đi, để chia sẻ người khác. Dạ đúng rồi, người phần thôi mình chia sẻ cho em bà con. Em bắt đầu đây nè, ai là từ thiện mà em kêu Nga gọi ba đấy. Em sợ. Ở đâu chị, trong đó hả? Ờ, ra ra đấy, ra đó xe mạng ra nè, chị ơi, có gì nhiều nè, ra lấy gì nè đi. Bây giờ... Bây giờ nói nghe nè. Chị lấy giùm em khoảng 15-20 hộp để mình nói giùm được không? Chứ để mấy cô trong đó ta ra xa quá. Rồi, em nhìn cái giỏ đó vô trong đây em để đi. Em lấy cái giỏ đó, em đem vô trong đây nè, em để đi. Em để đó, người ta thấy mày không đưa thì kỳ lắm.
để cho phát mấy cô chú ở trong kia ra xa quá. Đây cái phần này cái vỏ này mình để lại cho các cô chú ở bên trong ra chậm quá đấy để mình phát, tại vì cái chị này chỉ mới điện cho mấy cô chú bên trong ra nhận. Còn họp ơi chế ơi. Đây nè quý vị, cái cổng bên đây nó rất là xa. Đó, nó rất là xa ở bên trong á. Có những lần mình thường xuyên đến đây mình phát á, là sau khi mà phát hết rồi á, cái bà con ở trong đó ra có khi mười mấy, hai chục người, có khi ba, bốn chục người luôn á. Ra cái mình hết trơn rồi, đâu có còn nữa, thì mình nhìn thấy rất là tội. Rất là tội những người mà đã đứng sau. Dạ đúng rồi, mấy anh chị thông cảm, người ăn họp thôi, để mình chừa lại cho các cô chú đến sau nha. Có một họp thôi em. Ngon không? Ăn mới kiểm tra. Kiểm tra. Dạ. Nói chung em nấu mấy cái này á, không phải là của vợ chồng em đâu, mà của gì khi giống như Mạnh Thường Quân á, người ta hỗ trợ để cho phát. Dạ. Dạ muốn hết rồi. Cái vỏ này, khoảng mười mấy hộp mà để cho mấy người đến ra sao đã nhận tội người ta. Xôi không anh? Xôi không trai? Thằng mày đây lấy là xôi nè, ngon nè. Nó mới ly bún rồi. Không có gì được. Gần hết rồi phải không? Còn có 20 hộp á. Nhiều đây mà bên cửa bên trong này mà ra là không có thấm vào đâu luôn á. Em nghĩ lên vô tới luôn, ta đứng từ bên cái cụm này ta la vô, đó ra ra từ từ. Sao ở trong đó sâu lắm hả? Trời ơi, nút chỉ đó mà thấy gầm mình mông cái góc nằm bên kia. Góc xa lắm, góc xa. Ta đứng là... từ bên này ta cái la qua. Ở đây á thì ta còn đi ra kẹp cái còn... Bởi vì mình lên giờ này ta cũng vô hết trơn rồi. Uống được sao hả? Để nói chung nó không có cực, để đợt sau đi, đợt sau mà có anh chị nào ủng hộ em làm bún được sao. Ngon quá không? Hỏi thiệt nha. Trời ơi, ta ăn mòn răng. Ăn xấu hổ thì ăn mòn răng. Chạy ra đó đây. Chạy ra. Chạy mệt lắm, phải sao nhiều khi cái lầu á, lầu 4 năm 5 mỗi lần lên nó xuống. Trời nói cô tự đừng có chạy em ra giấu cô đừng có chạy. Đó bữa cái tôi bị đụng ở đây đụng mẹ tôi xỉu luôn á. Đường vắng hơn cái này luôn á. Trời với cô có những cô chú chạy ra nhìn thấy tội lắm quý vị. Em đưa cho cô nè. Rồi lấy đi anh. Dạ dạ hết rồi cô ơi. Hết rồi cô thông cảm đi. Còn có mấy hộp bà đưa cho người học. Hai người phải có người đi. Dạ con biết rồi mà bây giờ con cũng biết sao hết. Thưa cô thông cảm nha. Kè đưa cho em, các em ngồi trên xe hộp đi, phải hết. Con vô con lấy đi. Hết rồi phải không? Hết rồi em lấy cái vỏ em chồng lên trên đi để người ta tưởng còn người ta ra nữa đó. Chồng lên. Trời mấy cái vỏ lên xe. Rồi rồi. Rồi thôi bây giờ cái này lấy để trên ghế đi.
có gì chị phát giùm em rồi, để em về em đi công chuyện rồi, nha. Rồi để đây. Em lấy mấy cái này để trên ghế đi. Thôi đừng đưa rồi, đừng có đưa nữa, để trong này cho mấy người ra sau đã nhận đi. Rồi một lần nữa mình xin cảm ơn em gái Trân với lại em Nguyễn Chí nha. Thì bây giờ anh cũng đã phát hết rồi. Thôi cũng còn có khoảng 11, 12 hộp để lại trên cái ghế cà phê của chị bán cà phê, để mấy cô chú mà tuốt ở bên trong ra sau thì nhờ chị đưa giùm. Tại vì chị này cũng quen lắm, chị cũng hay phụ mình phát những chuyến thiện nguyện trên đây lắm. Không sao, mình cũng phải đi về để có công việc như quý vị nha.